khí cả nước đang hướng đến kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 1954, ngày 7 tháng 5 2014. Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội Cựu chiến binh Đại học Đà Nẵng đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và giao lưu với các chiến sĩ Điện Biên tại Hội trường A5, Trường Đại học Sư phạm. Đến tham dự lễ kỷ niệm có sự hiện diện của đại diện Ban Liên lạc Truyền thống Cựu chiến binh Điện Biên Phủ tại Đà Nẵng, Hội Cựu chiến binh thành phố, đại diện đến từ phía thành đoàn, lãnh đạo cùng đại diện các trường thành viên Đại học Đà Nẵng. Buổi lễ nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh, tinh thần quyết chiến quyết thắng, sức mạnh vĩ đại của Quân đội Nhân dân Việt Nam và giáo dục cho cán bộ đoàn viên, thanh niên lý tưởng cách mạng, ý thức vươn lên trong khó khăn để xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Được sự cho phép của Đảng ủy, Ban Giám đốc Đại học Đà Nẵng, Hội Cựu chiến binh cùng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Đà Nẵng tổ chức cuộc gặp gỡ với các cựu chiến sĩ Điện Biên để tận mắt chứng kiến những con người đã có mặt tại trận đánh cuối cùng, trận đánh lịch sử cách đây 60 năm. Tại thành phố thân yêu của chúng ta, đến nay còn 31 cán bộ chiến sĩ đã từng tham gia trong lực lượng vũ trang nhân dân thuộc cả 3 lực lượng còn sống khỏe mạnh. Hôm nay, vì điều kiện sức khỏe, chúng tôi trân trọng kính mời được 5 sĩ quan trung cao cấp đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ ở các công việc khác nhau và đã từng góp một phần công sức nhỏ bé của mình để làm nên chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Tại buổi lễ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Văn Dưỡng, Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng đã đọc diễn văn kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời tặng những bó hoa tươi thắm nhất đến các vị cựu chiến binh Điện Biên. Buổi lễ khép lại bằng chương trình giao lưu, tọa đàm với các chiến sĩ Điện Biên năm xưa nhằm ôn lại những kỷ niệm khó quên về chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.